Ngày 10 tháng 9, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, ngày 6 tháng 9, qua nắm bắt thông tin do người dân phản ánh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh, cùng các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, làm rõ các thông tin phản ánh tại Chùa Phật Bửu, địa chỉ tại đường Nguyễn Thị Nê, ấp Cây Trâm 2, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, và cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ, thường được gọi là mái ấm Chúc Từ, địa chỉ tại phường 15, quận Bình Thạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 24 trẻ sơ sinh tại Chùa Phật Bửu và 22 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở mái ấm Chúc Từ. Tuy nhiên, do mái ấm Chúc Từ vi phạm quy định các điều kiện hoạt động trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh đưa 46 trẻ vào Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân tại thành phố Thủ Đức để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, ngày 9 tháng 9, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thứ hai của mái ấm Chúc Từ, địa chỉ tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Cơ sở này do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp cấp giấy phép hoạt động vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không hoạt động kể từ thời điểm được cấp phép. Do đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều 10 tháng 9 năm 2024, lũ trên sông Hồng tại Yên Bái cao 35,66m, trên báo động 3 là 3,66m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 1,24m, mức lũ lịch sử năm 1968 là 34,42m. Lũ trên các sông Cầu, sông Thương đều trên mức báo động 3, trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,62m, trên báo động 3 là 0,12m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Yên Bái sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử. Tại Phú Thọ, lũ lên mức báo động 2 và lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,3m, trên báo động 3 là 1,3m vào tối 10 tháng 9. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh ở dưới mức báo động 2. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục xuống. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên chậm và ở dưới mức báo động 2. Trước tình hình này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông. Sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè công trình ven sông thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Tác động của lũ trên các sông suối gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng, Thái Bình. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm 11 tháng 9 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa từ chiều tối 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9 có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đêm 11 tháng 9 đến chiều 12 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, chiều tối 10 tháng 9 từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cập nhật lũ trên sông Hồng tại cầu Trương Dương này. Cầu Trương Dương hiện giờ đã cấm xe trọng tải lớn rồi.
còn khoảng độ tầm 2 mét nữa là tràn bờ chỗ mình đứng đây. Kinh khủng luôn. Đây là hình ảnh được người dân quay mực nước trên sông Hồng tại khu vực cầu Trương Dương tại thành phố Hà Nội vào sáng 10 tháng 9 năm 2024. Do mực nước sông Hồng đang dâng cao, dòng chảy xiết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3, tức bão Yagi, các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9. Theo đó, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Trương Dương lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường nút giao. Đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm, Long Biên chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Ngày 9 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo khẳng định cầu Trương Dương đã xuống cấp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chịu lực, cơ bản hoạt động bình thường. Theo ông Trần Hữu Bảo, từ khi thành phố nhận quản lý, Sở và các đơn vị liên quan đã hai lần kiểm định cầu vào năm 2013 và 2021. Kết quả cho thấy cầu chính vẫn bảo đảm chịu lực. Tuy nhiên, mặt cầu đã xuất hiện ổ gà và bong tróc bê tông một số vị trí. Cánh gà phía thượng lưu và hạ lưu đã hư hỏng, bê tông tróc, làm lộ cốt thép, han rỉ nhiều vị trí. Còn tại tỉnh Phú Thọ, sáng 9 tháng 9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu làm 8 người mất tích. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lập tức yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát các cầu vượt sông và cấm xe đi qua các cầu yếu. Trong sáng 10 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Đợt mưa có khả năng gây ngập úng trên nhiều tuyến phố nội thành, trong đó một số tuyến phố có độ sâu từ 25 đến 30 cm, gồm Thụy Khê, Phú Xá tại quận Tây Hồ, Phùng Hưng, Đinh Liệt, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, Bà Triệu tại quận Hoàng Kiếm, Lê Trọng Tấn, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi tại quận Thanh Xuân, Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Thanh Nhàn tại quận Hai Bà Trưng, Dương Đình Nghệ, Hoàng Quốc Việt tại quận Cầu Giấy.